À rồi, Thuy Cường Audio xin kính chào tất cả các bác. À, hôm nay em sẽ lên cho tất cả các bác siêu phẩm dây loa LVS và cặp dây ba lăng D-Home Audio Zodiac, một trong những thương hiệu thì cực kỳ nổi tiếng và rất là lợi hiếm rồi. Đấy, đặc biệt là cái bộ dây loa LVS kia ở thị trường Việt Nam mình bây giờ cũng rất là hiếm nha. Nó đánh chuyên trị cho những dòng loa khó tính, những dòng loa vocal, Tannoy, Kingdom 12, 15 đánh cực kỳ là hay mà tiếng nó ra rất là hay nha. Đấy. Rồi, thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm một cho tất cả các bác nha. Trước tiên thì em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác về cái cặp dây ba lăng D-Home Audio Zodiac đây. Đấy, thì cái cặp này thì hiện tại là em thì không có về được hàng nha. Cặp này thì em đứt hàng cũng tương đối là lâu rồi. Đấy, chẳng qua là cái bộ này là ngày trước là bác khách bác lấy hai cặp đấy, bác ở quận 7 bác có lấy bên em hai cặp nha. Đấy, thì bây giờ bác lại qua nâng cấp bác cái chơi những cái dòng khác. Đấy, thì bác có nhờ bên em đăng lên và bán hộ dùm bác ấy. Đấy, dây thì còn khá là đẹp đây các bác nhìn ra. Cặp này thì nó có chiều dài là 1,25m nha. Và nó là dòng dây ba lăng. Đấy, các bác nhìn ra. Đó, D-Home Audio Zodiac này. Đấy, các bác thông cảm tí nhá. Hôm nay tay làm một sự hơi nhiều một chút đóng hàng cho tất cả các bác nên là tay nó hơi bẩn một chút nên các bác thông cảm nhá. Đấy. Rồi, thì đây là chính là cái cặp ba lăng D-Home Audio Zodiac. Thì riêng cái cặp này ấy, ở Việt Nam mình là chưa có bất cứ một đại lý nào làm phân phối nha, cực kỳ là hiếm. Các bác cứ để ý, các bác cứ lên trang mạng các bác gõ D-Home Audio Zodiac như thế này ra, thì ra cái hàng này là hàng của Đan Mạch đấy, nó không có quá là nhiều ở thị trường Việt Nam mình đâu. Đó. Đây hôm nay thì cái cặp này bác nhờ bên em bán hộ. Ngày trước là lúc ấy bác mua là 59 triệu cái cặp này, đấy, giá chính xác là lúc em bán được bác ấy là 55 triệu, đấy, bác lấy hai cặp là 110 triệu. Đấy. Thì bây giờ bác đang nhờ bên em bán hộ, bác nhờ bên em bán dùm. Cặp này đang có mức giá là 35 triệu nha. Đấy, chỉ còn 35 triệu thôi. Dài 1,5m và đây các bác để ý này, đầu giắc còn rất là đẹp nha. Đấy, các bác nhìn đây. Đấy, đầu giắc của nó này còn tương đối là đẹp này. Cực kỳ là tuyệt vời nha. Đấy, các bác nhìn ra. Đấy, mặc dù thì bác ấy cũng đã qua sử dụng khá là lâu rồi. Đấy, các bác nhìn nào. Đấy. Thực ra thì những cái dòng sản phẩm như thế này thì phải đánh về những dàn âm thanh cực kỳ là chuẩn, cực kỳ là những cái dòng cao cấp thì các bác đánh và các bác phối ghép thì nó mới ra cái chất âm, phát huy tối đa cái chất âm được. Riêng cái dòng ba lăng D-Home Audio Zodiac như này, cấu tạo của nó thì cực kỳ là tuyệt vời rồi. Bản thân em cũng đã được nhìn và chiêm ngưỡng cái loại dây ở trên trang web, các bác nhìn em, hãng người ta để cho mình xem một cái trang web của hãng và mình có thể tham khảo được loại dây của nó, cực kỳ tuyệt vời nha. Riêng một cái dây loa của nó thì nó là mạ vàng cơ. Của cái dây ba lăng này và dây tín hiệu của nó thì nó sẽ là mạ những lớp bạc đấy, chống nhiễu, mạ chrome chống oxy hóa và nó có hai lớp chống nhiễu nha các bác. Đấy các bác nhìn chưa? Cặp này thì nó có chiều dài là 1m25. Đấy, bác nào có nhu cầu đấy và đang muốn sở hữu được cặp này và cái mức giá rất là tốt. Đây em khẳng định với bác là giá này thì cực kỳ tuyệt vời. Đấy, 25 triệu, 35 triệu cho một cặp nha. Đấy, cặp ba lăng này bác nào lấy được hai cặp thì cứ alo cho em nhá. Đó. Bác nhìn ra. À, rất là chất lượng nha. Đấy. Rồi. Kế đến. Thì đây. Trước mặt tất cả các bác đây chính là cái bộ dây loa LBS Black 2, Black 3 nha. Đấy, bộ này của nó thì nó gồm 4 sợi đơn lẻ như này. Đây các bác nhìn chưa? Hai bên như này đây nó mới hoàn thiện là một cặp dây loa nha. Dây của nó thì cực kỳ là khủng rồi. Đấy. Riêng cái dòng LBS này thì hãng người ta luôn luôn đặc trưng là nó có sợi những sợi chống nhiễu như này. Đây các bác nhìn này. Hãng luôn luôn là để cho những sợi chống nhiễu này nó đan quanh dây như này. Đây chính là một sợi tiếp mát của hãng nha, người ta sản xuất và cái cấu tạo những kỹ sư người ta đã nghiên cứu rất là kỹ rồi. Cái dòng này thì kể cả là dây loa, dây ba lăng và dây nguồn của nó đều có xung quanh của nó đều có một cái sợi tiếp mát như thế này. Đấy. Cực kỳ chất lượng, nó chạy quanh dây và đầu rắc của nó đây. Đấy, dòng này thì hãng ngày xưa là nó sẽ sử dụng là những bộ đầu rắc là đầu rắc của Cạc Đát nha. Nhưng bây giờ những cái hãng của Cạc Đát bây giờ nó rất là ít rồi. Đấy, thì hãng người ta đang sử dụng là những bộ càng cua carbon như này đây, các bạn nhìn ra. Đấy, dây thì bên đó người ta cũng đã qua sử dụng rồi nhưng còn rất là đẹp nha. Đấy, các bạn nhìn ra. Đấy, bộ này mà bác nào mà chơi được cái bộ này thì cực kỳ là hay này. Đấy. Các bạn nhìn ra. Đấy, càng cua. Dây thì nó dây này thì hàng nguyên bản em về rồi. Đấy, các bạn nhìn cái loại dây của nó này. Đây cái loại dây loa mà nhìn nó độ kinh khủng như này chứ các bác. Đó, các bạn nhìn ra. Cặp này dài 3 mét nha. Dây thì bên em về đầy đủ bao bì và giấy tờ. Thực ra thì cái dòng này nó không có phải là giấy tờ gì đâu. Nó chỉ là một cái tờ giấy giới thiệu của hãng thôi. Đó, reaction của nó là. Đó, giấy giới thiệu của hãng thôi chứ nó không có cái gì đâu nha các bác.
đấy, và một cái túi của nó là túi LBS này, đây là LBS này. Đó. Dòng này đây em sẽ quay cho các bác xem nha, tức là cái dòng dây này của nó ấy. À, đấy, thì hãng người ta sẽ làm là một đầu của nó người ta sẽ để cái tem như thế này, các bác nhìn ra đấy, một đầu của nó đây các bác nhìn ra LBS Black 2, em xin lỗi nha, đây là dòng dây loa LBS Black 2 này đó, các bác nhìn ra mã sản phẩm của nó đây đó, 0563 nha. Còn đầu này người ta sẽ để trơn, để trơn là như nào, tức là người ta sẽ để như này, người ta sẽ không có khò co tem vào như này đâu đó. Các bác nhìn ra từng cái vết này, đấy, vết người ta thi công này, đây cái đầu rắc của nó này, cắt cực kỳ là cẩn thận luôn. Bởi vì những dòng dây loa này thì hiện tại cái dòng LBS này thì hãng người ta đang sản xuất, người ta thi công ấy, là công nghệ thủ công, là tất cả đều làm bằng tay hết nha. Đó, cực kỳ là chất lượng và cái độ tỉ mỉ của nó thì trên là tuyệt vời rồi. Đấy, các bác nhìn này, đấy, cặp dây loa của nó đây, đấy, LBS. Đó, cặp này dài 3m một sợi nha các bác. Đó, các bác nhìn này, à, bên này cũng vậy. Các bác nhìn để ý tất cả cái càng cua bên em về nó cực kỳ là đẹp nha. À, các bác nhìn ra. Đấy, không bao giờ riêng cái đầu rắc càng cua này thì các bác xài thì nó không bao giờ nó oxy hóa được rồi. Đấy, nên là các bác yên tâm. À. Đấy, các bác nhìn ra. Cực kỳ là chất lượng. Đây này. Đấy, đầu càng cua của nó này. Đấy, các bác nhìn ra. Còn rất là đẹp luôn. Đấy, đầu mặt đây là mặt sau này, mặt trước của nó đây. À, mặt đằng trước này các bác nhìn ra. Đấy. Thì cái cặp dây loa là LBS như thế này thì bên em đang có một cái mức giá cũng khá là tốt cho tất cả bác nha. Cặp này thì bên em về đang có mức giá là 52 triệu đồng một cặp. Đấy, dây loa là LBS Black 2. Đó, các bác nhìn ra. Thì nếu mà bác nào có nhu cầu thì các bác có thể alo trực tiếp cho em nha. Đấy, alo trực tiếp cho em. Đó, hôm nay em về được hai cái sản phẩm như này thì bác nào có nhu cầu. Đấy, cứ alo cho em Huy Cường Audio. Rồi. Thì bây giờ em cũng xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp. Các bác nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip thường xuyên hơn bên Huy Cường Audio nhé.